Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về các cái phụ tùng xe 3-4 bánh và xe ô tô. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ 5 loại ghế để làm xe ô tô. Các cái dòng sản phẩm này đều có những chức năng cơ bản như trượt và gập. Có những cái dòng ghế nhỏ nhẹ hơn thì ghế nhựa bình thường. Form nó rất là đẹp. Và các cái thông số của các cái loại ghế này, mình sẽ đi vào từng cái thông số một. Đây là những mẫu cơ bản bên mình hiện đang có, là có 4-5 loại và 5 màu khác nhau. Các cái loại ghế này thì có các cái kích thước cơ bản, thường là rộng 40-45cm và chiều cao là 50cm. Đối với cái ghế như thế này thì chiều rộng của cái phần ghế ngồi là 43cm, chiều sâu là 40cm và chiều cao từ mặt sàn lên đến trên là 55cm. Hai cái ghế màu đỏ đen này là ghế xe thể thao. Ghế này thì không có chức năng gập mà chỉ có chức năng trượt thôi. Nó không như cái dòng ghế này. Cái ghế này thì có khả năng trượt và ngả 180 độ, ngả lằm ra được. Nhưng với dòng ghế này thì nó chỉ có chức năng trượt thôi, ghế thể thao. Và nó giá cũng cao hơn so với cái ghế này. Cái ghế này là 680.000 một cái. Ghế này là 160.000 một cái. Ghế này là 970.000 một cái. Ghế đen này cũng 970.000 một cái. Ghế này là 870.000 một cái. Ghế này nó có cái tựa đầu và nó rộng hơn một chút. Cái ghế này thì có bề rộng là 43cm, chiều sâu ghế là 40cm và chiều cao ghế là tính đến 10 mặt ghế ngồi lên đến điểm đầu tựa là 70cm. Ghế có chức năng như ô tô và cũng trượt được, gập được. Ghế này thì chiều rộng là 40cm, chiều cao là 53cm. Đối với hai cái dòng ghế thể thao này thì đắt. Thứ nhất là nó đắt vì mẫu mã nó làm đẹp hơn. Và thứ hai là chất lượng da nó cũng tương đối là ok. Anh em có thể thích thì sử dụng loại này cũng được. Nhưng giá của nó khá là cao đấy nhé. Đấy. So với dòng ghế này vừa đẹp lại vừa... Ghế này vừa đẹp vừa nhiều chức năng nhưng giá thì rẻ hơn. Nó chỉ có 870.000 thôi. Còn cái dòng ghế này của nó là 970.000 một cái. Hai cái ghế này. Có hai màu cho các bạn lựa chọn là màu đỏ đen và màu đen. Bạn nào thích thì lấy. Màu nào thì lấy. Với cái màu đỏ đen này thì mình bán được nhiều hơn. Mình nhìn nó nổi hơn. Còn đây là cái ghế bình thường hơn một chút. Ghế này thì mình hay bán cho các bạn làm xe điện cho người già, người khuyết tật. Thì giá nó hợp lý. Trượt gập ngã, nói chung là ngồi mà thoải mái thì ngồi cái dòng ghế này thoải mái hơn. Còn nhìn dáng thể thao thì các bạn mua dáng ghế thể thao này, giá cũng hơi căng hơn một chút. Nhưng nó form ôm lưng. Thằng này thì nó dễ chịu hơn một chút là bởi vì nó có thể điều chỉnh nâng ngả gập được, rất là thoải mái. Còn cái ghế này là ghế rẻ hơn. Đấy, ghế này ghế nhựa. Thì người lớn ngồi cũng được. Bởi vì nó cái form của nó là chiều rộng là 43cm. Cũng khá là thoải mái. Tựa lưng là rất là tốt. Với những cái dòng xe khổ khoảng 80-1m thì dùng rất là ok. Đấy, còn đối với những cái ghế to như này thì phải xe từ 1m trở lên thì mới nắp hai chiếc được. Còn không thì chỉ nắp được một chiếc thôi. Như cái ghế này rộng 80 rồi, 42 cái là 40 rồi thì cái xe cũng phải tầm 90. Đấy, thì các bạn mới nắp nó mới đẹp được.
còn không thì chỉ lắp một chiếc thôi. Còn cái ghế nhựa này cũng vậy. Đấy các bạn, lắp một chiếc hay hai chiếc thì cái chiều rộng ngang của nó là 44 cm rồi. Đấy. Nếu mà lắp hai cái ghế hai bên là cũng mất 90 rồi. Nói chung tất cả những cái dòng này thì nếu mà để lắp hai ghế hay thì phải xe rộng ít nhất là 1 mét thì nó mới đẹp được. Đấy. À, các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Video của mình thì chuyên review các cái dòng sản phẩm. Còn thiết kế lắp đặt như thế nào hay là ý tưởng như thế nào thì mình dành lại cho khách hàng. Các bạn chỉ cần có ý tưởng, còn lại phụ tùng thì cứ alo mình, cung cấp có sẵn hết. Trên đây là toàn bộ những cái mẫu ghế bên shop đang có bán hiện nay. Đấy. Mọi chi tiết các bạn có thể xem lại trong website. Giá cả có thể thay đổi theo thời gian. Còn đây là giá mình đang báo giá hiện tại. Từ giá rẻ nhất là cái ghế nhựa này là 170.000 một cái. Tiếp theo đến cái ghế này là 680.000. Cái ghế to bên này là 870.000. Và cái ghế đen, hai ghế đen ở giữa là 970.000. Ghế thể thao có trượt lên trượt xuống. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để xem những video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.